Xin chào các bạn, chào các bạn đến với kho máy chế biến gỗ của công ty Đại Phúc Vinh. Hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn kho máy cưa bần trượt và máy thắng cạnh. Đây là dòng máy cưa bần trượt tải nặng cao cấp Maxi 32 của hãng Hontech. Số lượng có 8 cái. Còn đây là máy cưa bàn trượt của Yowei Đài Loan. Số lượng có là 7 cái. Đây là máy cưa bàn trượt Hontech Nova. Số lượng có 6 cái. Đây là máy thắng cạnh tự động 6 chức năng Pro 610A của Hontech. Số lượng có tại kho là 4 cái. Đây là máy cưa bàn trượt tầm trung T320 của Hontech. Số lượng có 7 cái. Đây là máy dán cạnh Maxi Italy. Số lượng có là 3 cái. Máy dán cạnh tự động 4 chức năng. Máy tầm nhỏ, tầm trung, phù hợp cho những cái sản phẩm như tủ bếp, kệ TV và tủ quần áo. Tất cả sản phẩm đều được trưng bày tại showroom của công ty bên đường quốc lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Chi tiết các bạn vui lòng liên hệ website hoặc số điện thoại để được tư vấn và giới thiệu thêm. Chân thành cảm ơn.